Bạn mới về nhà mới, mới sửa nhà tắm hay mới làm nhà bếp, không thể để chai lọ sữa tắm, các loại sữa rửa mặt, các hũ nhựa dưới đất để tiết kiệm không gian và thao tác thuận lợi. Hãy tham khảo các loại kệ để đồ nhà tắm, nhà bếp. Các loại kệ, giá để đồ trong nhà tắm, kệ dán tường nhà tắm. Tất cả được làm bằng sắt, thép có băng keo chịu lục để dán vô tường. Bạn không cần khoan đục mà vẫn có thể có kệ để đồ đẹp. Hãy tham khảo ngay các loại kệ nhỏ gọn treo tường trong nhà này. Chúng sẽ làm rất thuận tiện cho việc bạn để các loại chai hũ nhựa nhé.